tài xế. Cái bô nằm ở trên các bạn ơi, nó chạy yết mà cái bồng hứng đen xì luôn kìa. Cái này mở ngáo của anh hứng lúa rồi. Đây máy cắt hết bao. Đó. Để dài đơn rồi xong. Anh em bên 82 mình rút quay lúc đầu các bạn ơi, các người Việt nha, thì đang xúm nhau kéo lúa 5 anh em, một chiếc xe tăng phải không, 5 anh em các bạn. Ờ đúng rồi, đây anh đó nè, ngồi đó rồi. Đây rồi, giới thiệu các bạn, đây nè, đây là nãy giờ mình hỏi hai anh này á, là 985 đó là Văn Hứng chạy nha, còn cái áo đỏ là tài xế hay gì nè. Điện lúa này không có gian gì, cứ cắt tiếp các bạn ơi, sợ không rồi. Đó, máy chạy ghê lắm, máy kéo này mạnh lắm các bạn. Chạy nhanh nữa, mạnh mà nhanh đó các bạn. Thì quay các bạn coi là cảnh chiều của thu hoạch lúa đồng Âu Lâm. Đó, lộn, Lương An Trà, xã ấp Phú Lâm nghe các bạn, xã Lương An Trà, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang đang thu hoạch. Thì ở đây có là hai chiếc máy kéo nè. Đây là đồ dữ luôn các bạn ơi, 100 chiếc 105. Một chiếc Yamaha, Yamaha chạy xong rồi đậu. Đây 105 tài xế. Giờ xế này là hình như là nghe nói là Văn Hứng lúa nha các bạn. Bữa nay không có Văn bắt lên chạy. Rồi em này xe sau này sẽ có tương lai là tài xế nha. Tương lai chạy cũng gì cũng nhuyễn lắm các bạn. Có điều cũng ok, qua cua cũng được. Hơi tuổi trẻ, hơi gấp gáp thôi. Không lương máy. Rồi bên đây là con gì đây? Yamaha 82. Các bạn ơi, máy chạy sạch, không ra lúa. Đó, chạy chăm kỳ. Cái này chạy cũng còn ngon các bạn, mà nó chơi chậm hơn người ta nha. Đó, thằng mà hai máy cắt chung chủ nhưng mà cắt hai khuôn. Ok, chạy chăm kỳ các bạn. Chạy đầu ghim luôn, vậy như đầu ghim, vậy như 60 vậy các bạn. Thì không có lên, độ đạt mà máy còn sườn bọng còn liền lắm nha. Hứng thì cũng ly sao bi. Máy không ra lúa mà. Thì chậm là không ra lúa các bạn ơi. Gom thì không có nhừ. Đây tài xế hứng lúa bắt cái chỉ nè. Nghe áo đỏ nói vậy không biết sao. Nó ảnh là tài xế, hồi nãy lúc đầu gặp ảnh vô anh chạy. Rồi giấc ngày đưa em lên chạy. Em này nói Văn Hứng. Rồi tài xế đi kéo à. À, máy kéo hai nắng lúa và một tài xế máy cắt nha, nó làm chung 4 anh này nè. Ở đây có anh nè, đó mấy toilet hay gì kéo quần ghê các bạn. Rồi đây, đây với máy cắt này, với máy cắt này ghê lắm các bạn, ghê chưa. À, gánh treo nha các bạn, đó là tới vừa chạy về gãy tay rồi, ghê không. Em cắt khỏe ghê các bạn ơi, nó cắt như đi chơi uống cà phê. Tài xế một người mới một chiếc máy cắt như là người không có chuyện gì làm, chỉ lên lắc qua lắc lại rồi nhìn tới nhìn lui, biết sửa nha, còn không biết sửa thì thôi khỏi nói. Nói chơi với các bạn thôi chứ tài xế cắt nó nhiều trọng trách lắm nha các bạn. Cực khổ, nói chung là quản lý là tài sản của chủ máy rồi nó cũng cực khổ, mình cũng là tài xế thì mình cũng biết chút đỉnh, thì tài xế phải coi máy móc. Chứ các bạn chạy mà không coi máy móc hư gọng thì sửa mất thời gian của mình, không có tiền, tốn tiền chủ máy. Nói chung là tài xế cũng phải quản lý đồ chứ đâu có như uống cà phê đi chơi như mình nói đâu, mới chơi các bạn nghe thôi. Đây con này là Yamaha 82 chạy không nổi nè các bạn. Cái ông kia ông nói con này chạy không nổi, nó bởi vì nó không có giao lúa.
Đó, các bạn thấy nó chạy chậm ghê đúng không? Sáng nay 5 giờ chiều mà trời chuyển mưa nó hơi tối, các bạn thông cảm nha. Máy mình nó lấy sáng cũng không biết được tốt chưa. Nó tài xế. Cái bô nằm ở trên các bạn ơi, nó chạy yết mà cái bồng hứng đen xì luôn kìa. Thấy ghê không? À, chạy trong ghì à. Nó chạy như 60 là ghiên vậy đó các bạn. Đó. Đồ đạc cũng ngon. Cũng lai gai các bạn. Máy này chạy ok ha. À. Máy này cũng hơi cũ rồi nha. Cái nắp mua người ta lợp đó chứ không phải màu đen như đâu trời. Cái nắp mua của người ta ấy là máy hơi cũ rồi. Chứ nắp mua của người ta là nắp mua xịn. Ta lợp lại cho đừng cho nấy thôi. Con máy đó, con máy Yamaha này ngon. Không gầy quay con máy Yamaha kia nó cũ chạy nghe cành 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 các bạn. Trời ơi. Con máy đó chạy ngày không biết nhiêu đắt. Con máy này là chạy ngày cả chừng 30-35 công được khỏe ghê các bạn. Và chiều nghỉ nha. Đây rồi. Máy kéo. Máy cắt trong lẽ nào vừa chạy vừa nói chuyện gì nè các bạn ơi. Ồ. Vừa chạy vừa nói chuyện luôn mới ghê nha. Chơi không? Rồi, thằng Ma 82 sao rồi. Đó, máy chạy không nổi các bạn. Máy chạy cũng ngon. Chạy đầu riêng này chạy gì cũng được các bạn ơi. Tiếng hồn 6-7 công à. Cái hàng máy to. Chạy vậy ứng khỏe đó các bạn. Chạy nhanh quá ứng mệt lắm. Phải không? Đó. Ứng dân ứng này cũng làm ok. Giờ này tối rồi, máy mình dơm cũng hơi mời các bạn thông cảm ha. Đây trong năm chạy vài ba đường nữa là xong thiệt các bạn ơi. Cái này nó thiệt hồi nghĩ nó chơi rồi. Vài ba đường nữa à. Máy này chạy lúa đạt lắm, không ra lúa luôn nghe các bạn. Này là cái máy này là không phải bữa nay cắt ở đây. Ngày mai nó mới cắt mà bờ bên kia. Rồi máy 82 cắt không kịp rồi máy kêu tiếp nha các bạn. Thì mình không biết gì mình nói các bạn nghe, mình cũng hỏi được người ta. Thì mình không biết cấu tạo 105 này nó sao, tại vì nào giờ mình cũng quay này quay nó chạy thôi. Hết bao các bạn ơi. Rồi anh tài xế này mượn cái áo của anh hứng lúa rồi. Hứng lúa vô tính chào bà con rồi dẫn nha. Anh em trẻ cô à. Nói anh em nói gì không nghe các bạn. Gặp đầu không biết cái gì. Đang quay anh em cũng vui. Đây anh em cũng vui vẻ hết bao. Không kịp với hết bao gì các bạn ơi. Rồi cái hàm chưa to cũng lò. Đó. Đó. Ghê chưa? Chạy quá chạy các bạn. Máy này chạy đầu riêng á, chưa lên đầu. Đây, cảnh dân bắt chuột miền Tây, trẻ em có, người lớn có các bạn ơi. Đó. Đây. Có ông sư phụ đó đi bắt chuột tối ngày các bạn. Hai với cái em nhá xanh đó là đi theo bắt chuột. Mình chờ lúc mà máy mình chạy cũng đi theo bắt chuột như thường. Cái này 5 giờ mà vẫn chưa về nha. Tại ở đây có chuột lai gai. Ồ. Đây máy cắt hết bao. Đó. Chạy dài đường là xong các bạn, mình cứ gắng quay xong cái này mình giờ mình nghỉ rồi các bạn ơi. Cũng 5 giờ mấy rồi, tối quá quay không có đẹp cảnh, nói chung là déo vô không có lấy đẹp các bạn. Đó anh em hứng lúa rồi. Cái này hai học nha. Cái bồn làm hai học, học bự xuống lúa mau hứng mới kịp nha các bạn. Cái bồn mà làm chậm quá là hứng không kịp đâu. Cái bồn nhỏ rồi anh em hỏi kênh tên gì. Rồi chút xíu mình ở đây cũng gắng đợi quay xong clip này cho anh em được biết kênh các bạn ơi. Rồi anh em này cũng vừa tính, ba anh em là trẻ khô, trẻ mình mới tuổi, chưa được 20 tuổi đâu.